Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn, đó là về mẫu sản phẩm bàn thờ Osa, hay còn gọi là nhang án Osa. Và tên gọi này nhiều nơi thì có tên gọi đó là án gian. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu tới quý khách chiếc bàn thờ Osa làm bằng chất liệu gỗ gụ, mang thông số kích thước là dài 1m97, chiều cao 1m27 và chiều sâu là 1m07. Đó là vào thước phong thủy số đẹp, thước lỗ ban. Chúng tôi sẽ quay chi tiết từ dưới chân lên đến trên mặt bàn cho quý khách xem. Và đây đó là sản phẩm hoàn thiện sơn son thép vàng Đài Loan, phủ hoàn kim của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong rất nhiều video trước chúng tôi đã giới thiệu phần mộc, thì hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu phần hoàn thiện. Chúng tôi vừa với thép vàng xong. Bộ bàn thờ này là chân 12. Thì bên cạnh các cái bộ sản phẩm chân 12, chúng tôi có chân 14, chân 16 tùy theo cái không gian phòng khách. Đây có thể đánh giá là mẫu bàn thờ lối cổ theo cái nét cổ truyền của các cụ ngày xưa để lại. Đó là phần mặt chúng tôi sơn then, tức là sơn màu đen. Còn lại toàn bộ là được sơn son thép vàng, và bên ngoài chúng tôi có lắp các cái tấm kính để bảo vệ không cho bụi nó vào. Tất cả các cái miếng đục tay kênh bong sắc nét bên trong đã được chúng tôi bọc một lớp kính ở bên ngoài. Chiếc bàn thờ Osa này thường hay thờ ở các không gian đình chùa, miếu mạo, nhà thờ tư gia cỡ lớn. Đây cũng là một đơn đặt hàng tới từ khách hàng Bắc Ninh, đó là gia đình anh Dũng, anh đã đặt chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hôm nay chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt, báo cáo tới khách hàng cũng như gửi tới tất cả quý vị đang theo dõi video này. Tôi xin nhắc lại thông số kích thước là dài 1m97, chiều cao 1m27 và chiều sâu là 1m07. Và là chân 12. Bàn thờ Osa này khi mộc chúng tôi cũng đã giới thiệu, đó là khoang giữa này chúng tôi đục là tứ linh, tức là bốn linh vật: Long Ly Quy Phụng, tức là rùa, lân, phượng hoàng và rồng. Và hai bên cổ, hai bên chúng tôi chạm phượng hoàng như quý vị đang xem đây. Phía dưới thì chúng tôi chạm ngũ phúc kim tiền, đó là năm rơi, năm chú rơi rơi ngậm đồng tiền, thì chúng ta gọi là ngũ phúc. Thì quý khách hàng ưng mẫu sản phẩm bàn thờ Osa, quý khách có thể đặt hàng trực tiếp với cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành mà không qua trung gian. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi tự hào làm đơn vị sản xuất đồ thờ cúng lớn nhất miền Bắc, nói về đồ sơn son thép vàng. Chúng tôi giới thiệu tất cả các cái quy trình làm về đồ sơn son thép vàng, và hiện nay thì nhiều cơ sở đang giấu, nhưng chúng tôi sẽ công khai tất cả các quy trình làm về đồ thờ, từ khâu mộc đến khâu thép vàng, khâu phủ bóng, khâu sơn son. Chúng tôi sẽ không ngại chia sẻ tới quý vị để cho quý vị yên tâm khi đặt đồ thờ cúng tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách nào có thắc mắc, quý khách hãy bình luận ở phía dưới video thì chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc. Và trên hình các bạn đang xem đây là những người thợ của chúng tôi. Khi thép vàng xong, đó là công đoạn tiếp theo, đó là công đoạn lộng son. Son tức là màu đỏ như quý vị đang xem đây. Đó là chúng tôi đang dát tiếp một cỗ kiệu Long Đình cho khách hàng ở Hải Dương. Thì trong video sau chúng tôi sẽ giới thiệu khi hoàn chỉnh cỗ kiệu Long Đình, và đây là đang trong quy trình sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi đang lộng son, tức là sơn son màu đỏ. Và đây là đến phần ngang phía bên phải, thì chúng tôi đang quay vào bên trong xưởng thì nó có hơi tối hơn một chút. Vì sao lại gọi là bàn thờ Osa? Thì quý vị hình dung cái dạ tiền, dạ ngang có rất nhiều các ô đố, và tất cả các cái chi tiết họa tiết hoa văn nó gần như là trùng xuống đến đất, thì chúng tôi đã gọi là Osa,
và nhiều một vùng biển có thể gọi đây là một chiếc án gian hoặc là nhang án. Thì khi quý khách nhắc tới bàn thờ Osa, nó có rất nhiều kích thước, dài 1m97 hoặc là dài 2m17, 2m37. Và nếu dài hơn thì chúng tôi đã làm lên kích thước đó là 2m6 cho đỉnh chùa. Và chiều cao thì thường là 1m07 và chúng tôi đây đã làm theo hàng đặt là cao 1m27 và chiều sâu 1m07 để quý khách có thể bày trang trí các cái vật phẩm đồ thờ cúng phong thủy bên trên ban thờ như mâm bồng, đài nến, bình hoa sen và bộ ngũ sự đồng. Thì chúng tôi làm chiếc bàn nó sẽ có chiều sâu hơn. Và đây là toàn cảnh cái xưởng sơn đồ thờ cúng của chúng tôi. Chúng tôi đang làm các cái bộ cửa võng, ngai thờ, cuốn thư câu đối chuẩn bị bàn giao cho quý khách ở Bắc Ninh. Và tiếp theo đây chúng tôi sẽ giới thiệu đó là một bộ ngai thờ bài vị bằng chất liệu gỗ mita, cũng được sơn son thép vàng. Thì quý khách có nhu cầu quý về đồ thờ cúng, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm mà quý khách gửi về cho chúng tôi. Và đây là một chiếc bài vị, đó là gia tộc họ Hoàng. Và bên cạnh đây là một cỗ ngai thờ bằng chất liệu gỗ mita, cao 87. Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu tới chiếc cửa võng được đục tứ linh. Đầu ngoài này chúng tôi đục phượng hoàng và tiến gần vào trong là chúng tôi đục rồng trầu mật nguyệt, và phía dưới mật nguyệt này chúng tôi chạm hổ phù. Trong video trước chúng tôi đã giới thiệu cái công đoạn thép vàng cửa võng long hóa, để quý khách có thể xem thêm tại trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Đây là mẫu cửa võng rồng trầu mật nguyệt khác với cửa võng long hóa. Cửa võng long hóa thì chúng tôi chạm đầu long hóa cây mai hay còn gọi là long hóa mai. Và phần đuôi là chúng tôi chạm tứ linh. Tứ linh hóa tứ quý. Đây là phần đuôi của cửa võng. Khi nào chúng tôi lắp thành bộ thì nó sẽ đấu vào cái đầu ngang của chiếc cửa võng dài đây. Và khi chúng tôi đã báo giá thì chúng tôi đã báo giá có cả đuôi, nên quý vị yên tâm. Quý khách hàng muốn làm về đồ thờ cúng cửa võng ô sa, nhang án, kiệu, kiệu bát cống, kiệu long đình, kiệu võng, thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp cho cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng cho đình chùa miếu mạo, bao gồm các hoành phi câu đối, cuốn thư khám thờ. Quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi thì chúng tôi sẽ tư vấn. Trong video này chúng tôi giới thiệu đó là một bộ cửa võng dài 3m và một chiếc bàn thờ Osa dài 1m97 và chiếc ngai thờ cao 87 và một chiếc bài vị. Còn các sản phẩm tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu trong video tiếp, thì quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem được các sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất đồ thờ cúng lớn nhất miền Bắc, nói về đồ sơn son thép vàng. Chúng tôi liên tục cập nhật các cái mẫu mã mới nhất cho quý vị. Đây cũng là một đơn đặt hàng từ khách hàng Hải Dương, đó là cố kiệu Long Đình và chiếc bàn thờ Osa thì chúng tôi sẽ bàn giao về Bắc Ninh. Đây là toàn cảnh chiếc bàn thờ Osa dài 1m97 đã được sơn son thép vàng phủ hoàn kim. Và trong video sau chúng tôi sẽ giới thiệu cố kiệu một video clip riêng để cho quý vị hình dung hơn, dễ hơn. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.